cái nhà này thì đang có khuynh hướng là sập. Một điều đặc biệt nữa mà khi mà mình phát hiện ra ở bên dưới là họ đóng những cái chai này đó, các bạn thấy không, đóng chai rất là nhiều. Mình sẽ đi qua bên cái ngôi nhà bên kia. Ôi trời, họ lấy đồ lót, cái áo lót họ treo ngay trước nhà. Phạm Tiến xin chào các bạn. Thì như video mà trước đó các bạn đã theo dõi thì mình đã tìm được đến bản ma và phát hiện ra một cổ quan tài. Thì video đó thì thời lượng dài quá cho nên mình kết thúc và mình tiếp theo ở video này. Thì mình vẫn còn ở đây và mình không có muốn bị lãng phí bởi cái hành trình mình đi khá là xa mà quay không được nhiều và cũng như không khai thác được cận cảnh để chia sẻ với lại các bạn. Thì bây giờ mình tiếp tục cái video tiếp theo ở tại bản ma này để mà quay nhiều hơn, là quay cận cảnh những ngôi nhà này và cũng như là khám phá xem là có những cái cổ quan tài mà đặt trong nhà giống như cái ngôi nhà mà video đầu tiên mình ghi hình hay không. Thì nói xong thì mình cũng đã tới được cái ngôi nhà đó rồi, mà theo như mình quan sát á thì chỉ có một cái ngôi nhà đó là nhà sàn thôi. Có lẽ như ngôi nhà này là ngôi nhà trưởng thôn hay trưởng làng gì đó, và họ để sẵn cổ quan tài đó để cho ai mắc thì họ sẽ sử dụng lại cái quan tài ở dưới sàn nhà của ngôi nhà bỏ hoang tại bản ma. Thì tại đây có hàng trăm ngôi nhà bỏ hoang lận, chứ không phải là một hai cái, và hầu hết là người dân họ ở dưới xã Bao La. Và còn cái mảnh đất này thì lại nằm giáp ranh với lại bản Bà Cò, xã Bà Cò. Thì mình không phải là người dân địa phương cho nên mình có hơi quên nha các bạn. Đây là các bạn, đây là hai cổ quan tài ở dưới ngôi nhà hoang. Đây. Đây là nhà sàn và bên dưới là hai cổ quan tài. Cổ quan tài thì như video đầu mình cũng có chia sẻ, đây là cổ quan tài được đục từ một thân cây to và họ đã để quá lâu cho nên đã bị mối và mọt nó ăn. Đây. Trong cổ quan tài mình thấy có chai nước với lại một cục đá với lại một cái gì nữa nè. Đây là ngôi nhà mà bên dưới có cổ quan tài. Thì phía trên đã phá cửa, phía trên đã phá, và ngôi nhà được xây 100% là từ cây, trừ cái mái nhà thôi, trừ cái mái là không phải bằng cây thôi, còn lại là ngôi nhà là 100% bằng cây. Hầu hết những ngôi nhà xung quanh này đều na ná nhau, nhưng mà chỉ duy nhất ngôi nhà đó là có quan tài bên dưới, và ngôi nhà đó lại là nhà sàn. Mình sẽ đi dòng phim này có những ngôi nhà mà lúc nãy mình chưa có quay cho các bạn xem. Thì các bạn xem thì nhớ cho mình một like, vì khám phá của mình tìm đến những nơi vùng sâu vùng xa, và nơi đây thì chưa có được nhiều người biết tới. Đây có một cái ngôi nhà nữa nè. Đây có ngôi nhà đã bị mục. Có ngôi nhà đã bị mục và nó sụp hết những cái vật dụng và đồ đạc. Mà thấy không? Đây là những cái phần mái nó rớt xuống nè. Rồi quần áo treo thì vẫn còn đó. Nhìn xa xa thì sẽ dễ dàng bắt gặp được người dân Thái, người dân ở làng này
ở dưới xã Bao La lên để mà làm gãy ngô. Giờ mình sẽ đi đi tiếp qua những cái ngôi nhà ở gần đây để mà quay cho quan xem những ngôi nhà nào quay được thôi. Vì những ngôi nhà mà họ đóng cửa kiên cố thì mình tốt nhất là không vào và không đụng tới vì mất công lắm các bạn. Mình là người xứ lạ mà. Rồi khi tới đây á, là mình tìm hiểu thì nó rất là phiền luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đây. Bên đây đi. Ui dồi ôi, cây nó gai. À, một điều đặc biệt nữa mà khi mà mình phát hiện ra là ngôi nhà này ở bên dưới là họ đóng những cái chai này ở dưới và đóng ngược xuống những cái phần đầu chai, họ sẽ cắm xuống đất và họ chắc ngang qua những cái ngôi nhà nguyên kìa. Các bạn có thể quay cho các bạn xem là ở phía bên dưới ở ngôi nhà là họ đóng đó, các bạn thấy không, đóng chai rất là nhiều. Thì nếu mà có bạn nào người Thái và ở vùng trên đây ở Hòa Bình biết về lý do vì sao mà phải đóng những cái chai để làm cái móng ở bên dưới thì bình luận cho mà Tiến với lại những bạn khán giả khác như các cô chú anh chị khác biết với nha. Cái nhà này thì đang có khuynh hướng là sập, nó đang nghiêng. Mình sẽ đi qua bên cái ngôi nhà bên kia vì ngôi nhà bên kia thì mình thấy còn khá là chắc chắn luôn và không có cửa nẻo gì hết cho nên chúng ta có thể khám phá và ghi hình được. Mình thấy là đúng như là những gì mà mình đã thấy trước đó, tức là chỉ có duy nhất một cái ngôi nhà đó là nhà sàn và cũng chỉ có duy nhất cái nhà đó là có cổ quan tài thôi. Đây là một cái ngôi nhà các bạn có thể thấy là quần áo nghi ngút luôn, tức là trước đây người ta vẫn ở đây nhưng mà người ta đã không ở. Thì có một cái trên báo có ghi là có một cái đợt mà người Thái đã di tản không ở đây nữa và chỉ về đây để canh tác ngô thôi. Quần áo nè, rồi chai lọ này kia, đồ áo khoác áo đồ còn rất là nhiều luôn. Đi tiếp qua cái ngôi nhà ở phía bên kia. Cái ngôi nhà phía bên đó thì mình thấy cũng tan hoang luôn. Ở nơi này hàng trăm ngôi nhà nhưng mà mình thấy hiện tại trước mắt thì cũng vài chục căn thôi. Vì nó rải rác nhiều khúc, nhiều khoang khúc và nó bị sụp nữa. Đây có cái ngôi nhà bé bé xinh xinh. Mình thấy có nhiều mảnh gỗ, không biết có phải là mảnh gỗ từ Áo Quan hay không nữa. Ây da. Chết mình rồi. Cái mái ngói. Tét nón luôn bụng. Da đau quá. Các bạn ơi. Nhà mái quá thấp luôn. Một cái bụp một cái mà mình nói là toàn Việt Nam mình nghe luôn á, có khi ở nước ngoài còn nghe được cái tiếng bụp đó. Đau quá. Cẩn thận bạn cameraman ơi. Ây da đau quá, u rồi. Về u đầu chắc luôn. Mình nói rồi, ở Tây Bắc này có những điều cấm kỵ mà người dân Tây Bắc cũng đã cảnh cáo rồi, là khi mà đến nhà của người dân Tây Bắc, nhất là những ngôi nhà không chủ hay những ngôi nhà không có chủ ở trong nhà mà mình vào á, thì tốt nhất là đừng đến gần hay là đến gần phải xin phép này kia. Ai da đau quá. Thì mình là một trong những minh chứng cho những cái sự việc về Tây Bắc. Các bạn thấy không? Mình đi bình thường lắm. Bùng phát. Rất là đau luôn. Chắc hẳn các bạn xem video các bạn cũng nghe được cái tiếng bùng. Ngoài trước này có những ngôi nhà thì rất là mới. Ô, bên đây hình như có một cái áo quan hay gì nè.
À, không phải, đây là những cái dụng cụ. Đau quá. Ây da, trời ơi, giờ say sẩm luôn á. Nhà này nhìn cứ như là có người đang ở nên cũng ngại ngại quay nha. Thì mình cứ đi vòng vòng đi đi quanh kia mình lấy xe luôn nha các bạn. Ôi trời. Mình không biết cái họ làm như thế này như thế nào nhưng mà họ lấy đồ lót á, đồ quần lót với lại áo lót á, họ treo ngay trước nhà. Ngay trước cổng nhà luôn. Không biết đây có phải là cái tục nu ma xó hay là một cái bùa phép hay là một cái công dụng gì hay không, nhưng mà họ treo trước nhà luôn, trước rào. Đây là những ngôi nhà còn nguyên vẹn đó, các bạn thấy không, là họ treo rất là nhiều đồ, mà đồ nhỏ nha, ở xung quanh ngôi nhà. Thì không biết cái mục đích này là như thế nào. Đó, có rất là nhiều luôn. Đồ nam cũng vậy. Nếu mà phơi đồ thì mình nghĩ là nên treo theo hàng hay là làm hàng để treo. Còn này là họ treo ngay xung quanh nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng qua đây, đi vòng lại để mà đi ra chỗ xe mình đang đậu nha các bạn. Đây là những cái tảng đá mà các bạn thấy không? Những tảng đá này là rất là nguyên vẹn luôn. Rất là hay luôn ha. Những cái tảng đá này nè, nó nằm rải rác khắp nguyên ngọn núi luôn. Đi này là bằng cao tam em. Coi chừng đập ngô người ta. Xe mình không có lấy chìa khóa ra cho nên nghe tiếng xe mình cũng hơi lo. Nhưng mà mình nghĩ người dân ở đây cũng lương thiện mà. Và thấy không, nhìn quay ở đây cho các bạn thấy là nguyên cái ngôi làng không hề có người luôn, chỉ có một vài người dân họ đi đi trồng ngô thôi. Đây cũng là một ngôi nhà. Các bạn thấy không? Hầu hết là nhà bằng cây nha, đóng bằng cây nha. Nhà được đóng bằng cây và mái thì ấy. Đây là ở đây cũng còn căn nhà nó bị sập nữa, thấy không? Hàng trăm ngôi nhà nhưng mà bị sập, bị đổ rất là nhiều. Đây là một ngôi nhà nè. Đây là một ngôi nhà nè. Hình như là họ lấy cái miếng trên mái nhà để họ làm thành cái ranh giới để chia đất. Đó, cái ranh giới chia đất. Bao quát nguyên một cái bản đây. Trống trơ. Mình là người ngoài mà có thể mà vô tư đi lại trong cái bản làng này luôn, vì không có bất cứ một người nào. Chỉ khi mà đến mùa trồng ngô thì sẽ có người dân họ đến, họ trồng trọt, họ làm rẫy, làm nương giống như nãy giờ chúng ta gặp. Và còn lại ngoài ra là không có bất cứ ai hết, và sau đó thì sẽ không có ai luôn. Ủa đây có một cái trứng gì ta? Trứng của một cái con gì á. Còn thấy không? Quá thạch rồi, cục đá đó. Thôi chúng ta đi lại xe để mà lấy xe và tiếp tục hành trình đi khám phá nhiều nơi nữa. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hai video khám phá về bản ma tại xã Bao La, Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình hay là huyện Bầu Bình ta, mình không gành nữa, tóm lại là xã Bao La, Hòa Bình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và nhớ đăng ký, khi mà nếu các bạn chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh cho mình. Còn nếu mà các bạn nào đã đăng ký rồi thì nhớ bấm like, còn những bạn nào chưa đăng ký cũng bấm like ủng hộ mình nha, để mình tiếp tục ra video mới và theo dõi những video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.